gọi là bạn có bằng hay là chả biết thì chả hiểu biết tên đâu. Alo, đi chơi về chưa anh? Dạ, em đang ở chỗ bác Tư Huỳnh đây. Vâng, anh em đang uống nước. Vâng, thế anh nhá. Cái cần hoa nó phân bố đẹp thật. Hôm nọ em đi chụp em còn gặp một cái ngọn mặc hoa nó quấn quanh thân luôn. Nó ôm. Nó ôm lấy cái thân cần hoa. Cái bông cái gì? Vâng.